Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay khối khí lạnh mới chưa xuống nên lúc này các tỉnh miền Bắc vẫn chịu sự chi phối của khối khí lạnh cũ suy yếu. Vì thế trời vẫn nhiều mây nhưng không có mưa. Trong ngày hôm nay, Bắc Bộ sẽ chịu tác động của rãnh áp thấp có trục khoảng 24-26 độ Vĩ Bắc bị nén bởi khối khí lạnh ở phía Bắc. Chính hiệu ứng này sẽ khiến cho thời tiết trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ có nắng sớm hơn và cường độ nắng cũng mạnh hơn so với hôm qua. Dự báo mức nhiệt cao nhất trong chiều nay ở khắp Bắc Bộ sẽ là từ 28-31 độ. Đến chiều tối và đêm, ở vùng núi phía Bắc có khả năng xuất hiện mưa rải rác do tác động của rãnh áp thấp bị đẩy xuống. Nắng sớm và nhiệt độ tăng cao cũng là xu thế thời tiết sẽ diễn ra trong ngày hôm nay ở hầu khắp các tỉnh thành miền Trung. Dự báo mức nhiệt chiều nay ở Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế là từ 28-31 độ. Các tỉnh thành từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận nhiệt độ cao hơn, dao động từ 29-32 độ. Từ ngày 16 và ngày 17, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở khu vực miền Trung sẽ có mưa trên diện rộng, đồng thời nhiệt độ giảm mạnh. Ở khu vực Bắc Trung Bộ trời rét, từ ngày 17 có khả năng xảy ra rét đậm. Thời tiết ở Nam Bộ và Tây Nguyên trong ngày hôm nay vẫn phổ biến ít mưa, ngày nắng sớm. Vì thế, nhiệt độ trong chiều nay ở đây khá là cao. Ở miền Đông Nam Bộ sẽ có mức nhiệt từ 34-36 độ, nắng nóng xuất hiện trên 1/2 diện tích của khu vực. Còn ở miền Tây, nhiệt độ là từ 33-35 độ. Khu vực Tây Nguyên dù cũng có nắng cả ngày nhưng nhiệt độ vẫn ở ngưỡng vừa phải, hầu hết đều dưới 31 độ. Trên biển, hôm nay vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau vẫn tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2-4 mét biển động. Từ gần sáng ngày mai, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh dần lên mức cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 4-6 mét biển động mạnh. Riêng ở vịnh Bắc Bộ, sóng biển cao từ 2-4 mét. Từ chiều tối mai, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3-5 mét biển động mạnh. Từ đêm mai, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Tây huyện đảo Trường Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 3-5 mét biển động. Sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.